Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video anh em ơi. Hello anh em, chào anh em đang xem nha. Lần này thì sau khi Khải cũng đã lên được cái nỏ thiên quang thì đồ tím Khải cũng mua được một ít rồi. Đó, full nộp 6 dòng. Thì bây giờ thiếu đúng bao tay nữa, Khải cũng ép bao tay cho anh em xem luôn nha. Lên xuống thì nói chung là nếu mà min thì nó được 24, còn nếu mà mát thì nó được 25 nha anh em. Đó, tại vì phố này nó Khải chuẩn bị rồi. Ở server này thì tầm đó thôi nè. Rồi, vô. Nhất xấu, ok. Đâu là đập vô. Khám. Tính 1. Phẩm xấu 3 đại 2 tiểu như nhau thôi, không có gì khác cả. Chúng là tương đương khoảng 18 hit nè, 18 đến 19 hit. Đấy. Sinh lực dòng 1. Ừ, Linh Võ ơi, cái nỏ Khải mới ép rồi. Ủa, sao ép? Nỏ Khải mới ép nha, Linh Võ ơi. Mới rồi, nó cho ép rồi. Cứ như là không đủ tiền luôn. Một lần 20 vạn rồi. Nó đá ra. Nhưng cái nó thèm quá à. Nó này đạp móc rồi nè. Đạp móc rồi. Rồi 188. Tiếp tục sẽ là đi tìm một cái tiếp phôi. Phôi thông pháp. Đi giả thử nha em ơi. Hãy đi giả thử rồi cho anh em xem nha. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi Khải rút cục thông pháp rồi. Giờ tiếp tục vô cục thông pháp. Phẩm xấu. Thủy tinh 2 đại 1 thủy tinh 2 tiểu 19-20 nè. Nếu mà rớt thì 19, lên là 20 đó. 20. Rồi tiếp tục đánh dòng nội lực. Nội lực hiện 2 thì chúng ta sẽ đi tìm nội lực hiện 2. Ok. Nội lực hiện 2. Nội lực hiện 2. Ok lương. Chú nhiều quá. Nó lượng hiện 2. Thiếu cũng duyên quá nè mời. Đậu xanh. Ở ngoài bán 20 bình cũng duyên nữa. Ép cho nó xong người ta. Đợi tới nha mọi người ơi. Đợi tới nha em ơi. Hãy gom đấy. Rồi giao dịch cũng duyên ngay. Hello anh em mới vô nha. Anh em mới vô cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đây. Ông muốn lái chị ngồi gần lương của nó. Ok, tầm này đủ rồi, 20 bình đủ. Rồi, đến dòng nội lực. Nội lực hiện 2. Nội lực hiện 2. Nếu mà nói thì nội lực hiện 2. Coi có nội lực nào cao cao không. Nỗ lực hiện 2 nha anh em. Mình chậm dòng cuối. Ok có luôn. Có đủ 3 phôi luôn. Ê lộn rồi. Rồi, nội lực hiện 2 nha anh em. Anh em lên boss đây nè mời, anh em lên boss đây nè mời. Cố gắng ăn được, con bất tiểu được rồi. Rồi, tiếp tục này. Nội lực hiện 2. Khải sẽ rút hai đại, hai tiểu. Đập nhiên thì tên cho chắc kèo nè mà. Nội lực hiện 2. Lực hiện 2 nha anh em. Nội lực hiện 2. Ui nhầm nhầm. 2 đại nè. 2 tiểu nè. Lấy phẩm chất xấu 5 là ok nha anh em. 5 xấu đập nhiên thì tin được rồi. 5 ok. Đập nhiên thì tin. Khám. Mùa duyên mùa mình phụ duyên tiểu. Rồi
Còn 2 phút 15 giây nha anh em. Còn 2 phút 15 giây để anh em đánh boss nha. 2 phút 15 giây để anh em đánh boss nha. Khám. Nỗ lực này. Hiện này. Một thủy tinh này. Một đại một tiểu này. Đó. Hai tiểu đây. Trăm 90. Tiếp tục. Dòng làm chậm. Chậm bằng 2. Khai sẽ rút số đại 2 tiểu. Làm chậm ẩn 2 nha anh em. Số đại 2 tiểu. Lấy nè. Hầm số là ok. Hầm số đọc viên thị tinh là lên nha anh em. Làm chậm 40. Let's go. Hello anh em mới vô nha, anh em mới vô ủng hộ Khải, một like chia sẻ ủng hộ video chơi nha anh em ơi. 6 ok. 6 xong nè. Khảm nè. Ơi, lấy phút duyên nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Khảm nè. Lấy xấu nè. Một thủy tinh này. Hai đại hai tiểu này. Yo. 40. Tiếp tục sẽ là dòng phục hồi sinh lực nha anh em. Chơi phục hồi sinh lực cho đẹp nha anh em. Phục hồi sinh lực nha. Phục hồi sinh lực hiện 3. Ok. Đây sẽ rút đó là hai đại. Rồi các bạn nhớ hết. Hai đại. Ai xà xà. Thiếu phục duyên à. 2 4. À đâu. Cánh bình đây. Mua vào bình tiểu à. Sống này nó lên đảo luôn cho nó khỏe nè. Rồi đầu sấm đồ kia một phái sâu. Đồ kiếm hóa năng rẻ không có mất. Xài thế lực á. Xài thế lực á. Ok, xài thế lực đây. Ok. Theo ý của anh em đây. Tại vì set đồ này cũng full thế lực đúng không? Ok, anh em thích xài thế lực đúng không? Ok. Anh em thích thế lực dòng cuối đúng không? Thế lực. Thất được thì rút rút 2 đập 2 lần lên này. Nó còn có thể lực nó cao hơn. Nói vậy thôi, ít hôn cũng xài bảo tay thiên quang à. Đây có cái thể lực này đẹp luôn. Nói chung ít hôn cũng xài bảo tay thiên quang thôi em. Mấy này em thôi thì. Rồi, cứ chiều theo em, anh em thích là được. Sao hết. Ghê chưa. Đó, thể lực 199. Đó, thể lực 199. Rồi. Rút 4 viên đại, đạp 4 viên đại xong. Rút 2. Đừng như bách. Rút 2 viên đại, đập 6 viên đại. Nói chung đường nào cũng thay lực, thay thằng dùng phái rồi. Chả có gì khác. Rồi, lấy này. Không sao hết, rồi. Viên 3. 1 2 4 bốn đại là bốn đại vậy nè. 6.
dòng triệt tiêu sát thương là như có mà ép ở độ phòng 5 luôn thầy, là có mà ép. Má tao này hết phục viên rồi nè, mà cái này là muốn muốn ép mát phục viên luôn, không phục viên hết bình luôn, không còn mình nào muốn ghê chứ. Yo, let's go. 180, lại tiếp tục dòng phòng thủ dòng cuối. Thủ dòng cuối đây. Phổ dòng cuối đây. Phổ cuối đây, ok chưa? Điện trở lên cấp 3 nè. Trở lên cục cấp 3 đi. Xin chúc mừng bạn đã thành công. Ok. Cường hóa đổ nghi sĩ đồ luôn. Ái trâu lắm. Là gì có mà cường hóa được kiểu đó. Đầu lao. Rồi hiện tại bây giờ thì tên còn nè. Tên hạng nè. Lần này sẽ tốn khoảng 8 thì tinh hơi canh quá, 16 thì tinh hơi canh quá. Lúc 4 này nếu mà đã hút ra phẩm 8, phẩm 8 thì 24. Thôi auto thêm 2 thì tinh đi, thêm mấy chấm sâu đi, tiếc gì đúng không. Ra phẩm 9 thì mới ra mới lên được 25 nha Nam. Ra phẩm 9 thì mới lên được 25. Ok. Ok ok, đợi tí nè mày. Khải mới có nỏ hồng kim anh em, đợi tí nè. Khải lên cái bao tay nữa xong anh em ơi. Hello 500 anh em đang xem trên kênh nha. Với Khải chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi. Tiếp tục bốn nào chạy thử tìm. Đây, con lông 9 kìa. Đây, lúc này Khải sẽ lấy phẩm 8 nha nè. Phẩm 9 chứ. Cái này mà cố ra phẩm 9 á là ok thành công. Là cái này là cái bao tay này sẽ mát 25. Còn nếu phẩm 8 thì nó chỉ còn 24 thôi nè. Đó. Nếu phẩm 8 thì nó còn 24 thôi. Phẩm 9 là 25 nha Nam. Cố lên, phẩm 9 là 25. Mình dặn đấu 24. Mình dặn đấu 23. Rồi phẩm 8 rồi. Má bỏ 8 viên thì tin rồi, phẩm 8 mày đen rồi. Tóc cùi á, đặt móc mà đào đạn cùi gì. Đào đạn không hiểu ấn đời. Đào đạn kêu cùi. Nỏ này đạt móc 158 mà cùi gì anh em. Cho dù cái nỏ 20, 22 thì nó vẫn đạt thôi anh em. Vẫn đạt 158 thôi. Không thể nào mà đạt được 201. Đó, anh em phải hiểu đơn giản vậy. 158 mà đạt rồi anh này anh em. 158 đạt rồi mà. Nỏ này phải hơn 10 triệu anh em. Rồi, full thủy tinh. Được, tổng hết 16 viên thủy tinh. Cái dòng này mà không mắt nữa đen nha anh em. Không mắt nữa 24 thôi. 124, 225 anh em. Nói chung thì ra nhiều xài nhiều. Nữ dỡ lên. Đó, ok. Ok chưa. Rồi, xong đồ, lên đảo 25 nha Nam. Đó, và giờ Khải lên đảo nha Nam ơi. Full set đồ ấy. Ok chưa. Chung bao tay là mắc nhất nè. Bao tay đỡ nó dòng bao tay thì mắc nhất. 25 là đẹp à. Rồi, lên đảo. Quá hợp lý. Quá hợp lý, easy game. Để dành áo nãy giờ rồi. Lúc này bước cho ngày mươi. Ấy gì lơ. Ấy gì game chưa. Rồi dọn lương đấy. Sạch sẽ. Đâu mua bán 5 số kim mình sao mua được nè. Mua bán 5 số kim sao mua được. Rồi ép đồ đấy. Mua 5 số kim sao mua được nè. Cái bao tay này bán 5 số kim sao mua được. Bao tay 5 số kim vừa rồi Khải ép có tính là có 4 kim bạn. Có 4 kim thôi nè. 4 kim là xem bao tay này. Ok. 1 2 3 4 4 bóng thủ lý. Chung giải truyền Khải thấp quá. Giải thấp quá. 15 cộng 1 thôi. Truyền thấp quá.
Nói chung là sau này Khải sẽ mang đôi Hoàng Kim Vương Phái thì nó sẽ bù lại hiệu ứng chón nè. Và đôi giày này Khải sẽ mang đôi giày của Thu Lý nữa là có thời 75 lên cộng 3 nha nè. Hiện tại bây giờ chưa có đôi Hoàng Kim Vương Phái nên là mang đôi giày này tạm nha nè. Đó. Chứ đỡ mà nói thì có Hoàng Kim Vương Phái nữa thì mới đẹp. Thì sẽ có hiệu ứng chón từ đai lưng, hiệu ứng chón từ cái gì đó. Nói chung tầm này thôi coi. Rồi tháo bớt ra cho anh em xem rồi. Không kích được luôn. 75 51 51 cái này là tròn 75. Chỗ này tròn 75 nè. Chỗ này 24 là tròn 75. Rồi ok. 15 bắt đầu dư, tính dư nè. Tính này dư được 29 điểm. 29 điểm thì thiếu 11 điểm nữa. 11 điểm nữa thì mới lên được 75 cộng 2 nè. 11 điểm nữa mới lên được 75 cộng 2. Mang vô nè. Dư 24 nè. Đó cộng 1 nè. Tiếp tục dư 5 nữa là dư 29 nè. Rồi ok. Là được 75 cộng 1 là 29 là cộng 1. Thiếu 11 nữa là cộng 2. 11 phần thủ nữa cộng 2. Rồi nói chung khó. Khó mà lên được cộng 2. Phải có đôi giày nữa nè. Đôi giày nữa lên cộng 2. Ok. Trời thằng này đổi màu vàng nè. Khải dính mày không đổi được luôn rồi. Chưa bật auto đã bật nè. Rồi, chỉnh lại đây mày. Đó, giờ ép lại nè. Công pháp. Đây, công pháp 8.10. Đây là có vi phong á. 8.05. Rồi. Máu à. Dùng phun máu nha. Ồ, máu tầm này nhiều dữ người ta. Đường môn mà máu tầm 4k mấy này là cao quá cao. 4k2. Nếu mà phải tăng thêm lực tay nè mà 400 sinh khí và 4k2. Thế là tháo này đâu còn 400. Cái này được 20 ngày 400. 410 này. 15. Rồi 4k3 đây. Vô ngày 10 có thể lên 8k. Thế bằng nào nè. Này đó. Vô ngày 10 nữa thành 8k. Rồi thêm lực tay nè. Có thể lên lực tay 10k đó luôn. Sao đường môn lại tăng thân pháp vậy anh? Ôi server này server thân pháp vậy em. Tăng nội công không tác dụng nha. Nhiều anh em cho phiên bản nội công á. Thì tăng nội công thì công nhận đường môn nó rất là khỏe. Nhưng mà phiên bản này là thân pháp nên là tăng nội công không tác dụng nha nè. Nên là không cần tăng nội công nha. Ui cái này lên 9k lực tay. Sấy bị phê luôn nè mà. Sấy hai cái chết mạng, hai cái chết mạng, mấy đường môn giờ đang mấy đường môn mà mấy mấy nhỏ đang cùng luôn là mình sấy hai cái chết mạng sướng luôn nè. Vẫn là 9k rồi. Đang có phi phong 9k còn lại máu là hợp lý. Rồi gần ngang thần pháp rồi. Cố lên 8k9 rồi, cố lên. Đúng rồi 9k hợp lý luôn. Đúng rồi 9k hợp lý luôn. Rồi ok hợp lý luôn nè mà. Rồi phun máu thôi, không có ngại nữa, tầm này hợp lý rồi. Đó, sau khi mang nỏ thiên quang nó khắc hoàn toàn lên nè. Khắc hoàn toàn lên. Trời, máu 4k5 nữa. Này mà có cái bông tiêu nữa là máu 4k8 nữa. Ý gì châu luôn. Xe bờ này xe bờ kéo xe nè. Tầm này là ok. Nói chung đặt móc nè. Đặt móc 1.8 rồi. Đặt móc 158 rồi nè. Vô tống kim thì đặt 261 nữa. Trời ơi, sấy 2 triệu nổi. Này mua con bông tiêu nữa chạy nha nè. Bông tiêu tầm này khoảng 1.5 đến 1.8 nè. Đôi giày nữa nè. Đúng rồi, tại vì Khải cũng chơi đường môn nhiều rồi mà. Tầm này là Khải không biết tính chứ. Tại vì nếu mà lên 10k thì máu vẫn còn 3k8 thì không chịu nổi được đâu. So với cấp 160 như thế này, máu 3k8 là bỏ nè mà. Máu 3k8 là phối dọc luôn. Đi nỗi đau thương của ta cùng
Quá đẹp. Quá đẹp luôn em ơi. Rồi. Này không thích được ngồi trang nhìn xấu quá, ngồi trang nhìn lúa quá. Ừ, bao tay 3 cấp nữa, lực tay lên 10 mấy k nè. Biết đâu. Ok, nói chung là khả sẽ có cánh ép bao tay. Chắc chắn sẽ ép bao tay, trước sau phải ép bao tay nè. Rồi, nó có cái điểm gì sai không? Đây thì thiếu cái sân hà đường môn. Đã cố gắng tìm sân hà đường môn nữa, tăng thêm khánh cả 10 nữa nè. 29 nó đang 29. Ồ, ngon, có cái sân hà đường môn nữa, có thể lên được 75+3. Mang theo giày kháng hỏa hung thủ nữa. Không bán đâu Khang Lê ơi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em ơi. Nói chung thì lần này thì ép xong bao tay thì khả trải nghiệm cũng xong anh em ạ. Cho anh em xem sơ qua xét đồ và đợi xuống đảo nha nè. Anh em đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những buổi video từ kênh của Khải vào lúc 11:15 hàng ngày, cũng như là livestream vào lúc 7:15 hàng ngày nha. 7 giờ tối khoảng 7:15 hoặc 7:30 Khải sẽ lên nha nè. Đó, đồ phun thông pháp nữa nè. Đó, 100 điểm thông pháp. Rồi, sẽ đồ hàng 3. Ai có nhu cầu sẽ coi Khải mua bọn tiêu nhóm phím 1. Ok Liêm Nguyễn ơi, cảm ơn những lời động viên của anh em. Nói chung là Khải sẽ cố gắng nè. Tổng kiếm 11 giờ không có ai nè ơi. Tầm này tổng kiếm 11 giờ rồi, chỉ đi farm lính là không có người đánh luôn nè. Không có người đánh luôn á. Rồi ok đấy. Rồi xuống đá nha anh em. Hợp lý quá, hợp lý quá. Đặt móc các kiểu đẹp quá rồi. Đây, nó đây, nó đẹp nhất trong set đồ đây. Không, ông chưa VIP nhất server đó anh ơi. Server còn có mọi nhiều anh em cũng có bao tay thiên quang này nọ, chứ còn em tầm này sao VIP được. Em gọi là cố gắng thôi. Dư điểm quá nhiều anh em ơi. Phiên Vũ không ai bán đâu Khẳng Lê. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Bây giờ để